Vâng, xin kính chào toàn thể các bác đã đến với kênh YouTube của Đồ Gỗ Kinh Bắc. Và ngày hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2023, thì ở Kinh Bắc xin trân trọng và review giới thiệu đến toàn thể các bác về một combo sản phẩm mà trong sáng ngày mai, ngày 22 tháng 3, thì ở Kinh Bắc sẽ xếp hàng và bàn giao về cho hai vị khách đến từ tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hà Nội. Và trước khi mà Kinh Bắc bàn giao thì ở Kinh Bắc đã quay một video clip từng sản phẩm để gửi cho khách hàng và đồng thời sẽ giới thiệu đến toàn thể các bác. Thì trong clip ngày hôm nay thì ở Kinh Bắc sẽ tổng hợp lại về 3 sản phẩm, trong đó là có một chiếc án gian nhị cấp chân 14 được làm theo mẫu là đục triện sen và một chiếc bàn cơm. Đó, đây là một chiếc án nhị cấp chân 14, dài 2m17, sâu là 1m27 và cao từ chân lên đến đỉnh là cao là 1m47. Đó, hàng khuôn mặt dày 5 phân, ván mặt dày 2 phân. Đó, chân vuông 14, vai dày 7 phân, dạ yếm đục triện sen dày 5 phân và toàn bộ các cái phần ô đục là dày 2 phân. Đó, một trong những sản phẩm hàng đỉnh cao. Và một chiếc bàn cơm thì có kích thước dài là 1m27, sâu 61. Dài 1m27, sâu 61. Đó. Mặt liền tấm dày là 1 phân rưỡi. Và bộ sản phẩm này thì Kinh Bắc làm cho gia đình nhà bác Mạnh đến từ Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh. Đó. Và bác Mạnh thì đã qua trực tiếp để đặt cũng như là nghiệm thu về phần mộc. Và cái màu sơn thì ở Kinh Bắc cũng sơn theo yêu cầu, đó là màu mận chín. Đó, màu mận chín, một trong những cái tông màu nó rất là phù hợp với chất liệu gỗ gụ. Nó rất đẹp đấy ạ. Và các bác mà có nhu cầu muốn sở hữu hoặc là muốn tham khảo hoặc là muốn đặt mua hoặc là muốn tìm hiểu về những cái sản phẩm án gian thờ thì có thể là liên hệ với Kinh Bắc theo số hotline đó là 0868 82 0. Và ngoài ra thì ở Kinh Bắc có rất là nhiều mẫu như là mẫu tam cấp đục phúc lộc thọ, đó, mẫu án như ý, đó, ngũ phúc. Và những cái sản phẩm như là đục hồng trĩ thì ở Kinh Bắc cũng có rất là nhiều và đã sản xuất cũng như là gia công với những cái mẫu án gian cho rất là nhiều khách hàng. Và hơn nữa là Kinh Bắc có một cái chuyên môn làm rất là cao, đó, đây là một chiếc án nhị cấp chân 14. Và ngoài ra thì ở Kinh Bắc có những cái sản phẩm là tam cấp, đó, tam cấp thì Kinh Bắc cũng làm rất là nhiều. Và quý vị yêu thích thì có thể cho Kinh Bắc một lượt like, một lượt đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất mà Kinh Bắc đăng tải lên YouTube nhé. Đó, đây là mẫu án gian được làm theo mẫu đục triện sen, chân 14, dài 2m17, sâu 1m27 và cao từ chân lên đến đỉnh là cao là 1m47. Khuôn mặt là dày 5 phân, ván mặt là dày 2 phân. Đó. Và tiếp theo là một combo của gia đình nhà cô Hương đến từ huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Đây là một chiếc tủ kệ tivi mẫu cột nho con sóc, cánh đục từ quý, chân bệ đục hoa hồng, dài là 2m80, hàng đục te. Đó. Dài 2m80, hàng đục te, chất liệu là cũng hương đá Nam Phi. Và cái phần mặt bên trên thì ở Kinh Bắc làm toàn bộ là mặt liền này các bác đây. Đó, mặt bên trên là mặt liền tấm, dày là 1 phân rưỡi, nó rất là dày. Và chiều cao từ chân đến đỉnh là cao 91, cao 91, mặt rộng 55. Và cao đến ô để tivi là cao là 81, đó. Và bên dưới thì sẽ có 4 cánh đục tứ quý, tùng cúc trúc mai, tượng trưng cho 4 mùa thịnh vượng. Và cái phần ván đục là dày 3 phân, khung cánh là dày 4 phân. Ván đục dày 3 phân, khung cánh là dày 4 phân, hàng đục te cao cấp đỉnh cao. Đó. Đây là một mẫu kệ cao cấp. Đó, đục te. Chất liệu là cũng hương đá Nam Phi và được Kinh Bắc là tuyển chọn gỗ rất là đều. Đó, tuyển chọn gỗ rất là đều đấy ạ. Dài 2m80, cao 91 và mặt rộng là 55. Mặt liền tấm dày là 1 phân rưỡi. Và cuối cùng là một cây đồng hồ thì cô có đặt là Kinh Bắc làm cao là 1m85. Cao 1m85. Và chân đế là rộng 61, sâu 32. Đó, trang bị là bộ phụ kiện đồng. Đây là bộ phụ kiện đồng sâm. Máy săn ly bảo hành 35. Hai bên hồi thì được Kinh Bắc làm là hồi liền tấm dày 2 phân. Hai bên hồi là hồi liền tấm dày 2 phân đấy ạ. Đó, hồi liền dày 2 phân. Rất là đẹp. Và cái mẫu này thì rất là phù hợp
với phong cách hiện đại, dễ lau chùi đó. Và cái chiều cao thì ở King Bắc làm theo yêu cầu riêng. Và ngoài ra thì ở King Bắc có nhận gia công và sản xuất cho khách hàng với đa dạng mẫu mã, kích thước và chủng loại gỗ đó. Và trên đây là ba sản phẩm đó: một chiếc đồng hồ, một con tủ kệ tivi và một bộ án gian thờ nhị cấp chân 14. Và ngoài ra thì ở King Bắc có nhận được rất là nhiều các sản phẩm hàng đặt như là giường ngủ đấy ạ, bộ giường ngủ Louis Hoàng gia Tân Cổ Điển, nó của gia đình nhà chú Đạo đến từ tỉnh Hải Dương. Và kèm theo đó là một chiếc tủ rượu kìa, chú có đặt bên King Bắc là một chiếc tủ rượu 1m2 cao 2m07 đó, của gia đình chú Đạo đến từ tỉnh Hải Dương. Và bên cạnh đó thì King Bắc đang có hai bộ sản phẩm, bộ câu đối và bộ hoạch phi. Đó, trong sáng ngày mai ngày 22 tháng 3 thì ở King Bắc sẽ bàn giao một cái sản phẩm về tỉnh Hưng Yên và một sản phẩm đi Bắc Giang đó. Và các bác mà yêu thích kênh thì có thể cho kênh Bắc một lượt like đó, một lượt đăng ký kênh và ấn vào cái nút chuông thông báo để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất mà kênh Bắc đăng tải lên YouTube để các bác có thể tham khảo. Và một ngày nào đó mà các bác mà có nhu cầu đó, muốn sở hữu đặt mua hoặc là muốn tham khảo thì có thể là liên hệ với kênh Bắc để được bên đồ gỗ kênh Bắc tư vấn và sở hữu đặt mua được những cái sản phẩm hàng kỹ chất lượng cao. Và video ngày hôm nay thì Kinh Bắc cũng xin phép là được khép lại tại đây. Và xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.